Rồi xin chào mọi người nhá. Đấy, hôm nay thì tình cờ test một con mà gọi là bố của phân khúc 13 ly rút lõi, đó là King Blue. Cái này thì em gọi nó hơi chủ quan một chút nhá, tại vì em một phần là nhà bán hàng, hai vẫn là nhà bán hàng đi. Đấy, nhưng mà thực sự con này thì ngày xưa em không có bán đâu. Nhưng mà có một anh em bán hàng khác bảo là anh nên bán con này, tại vì con này nó rất khỏe. Thì ngày hôm nay mới kiểm chứng được. Đấy, thực sự nếu mà về King Blue ấy thì nó là một hiệu OEM. Trước tiên nó là một hiệu OEM, nó giống như cái tông can Amac này, nó là người Việt Nam này và sang Trung Quốc đặt tên hiệu. Đấy, nhưng mà có một cái King Blue em rất thích, thực sự em rất thích luôn, đó là cái tính trung thực của nó. Mọi người để ý xem những cái máy rửa xe của King Blue, nó ghi rất thấp thông số luôn, và thông số đó sẽ sát với thực tế. Còn chuẩn hay không thì phải đo, cái đó thì em cũng chưa biết. Đấy, thì trong khi những hàng OEM như Hukan hay là Detong em đang bán này, hay là Amac hay là Demac này, nó ghi công suất cứ toàn 2.000 mấy, 3.000 mấy cơ. Nhưng mà King Blue nó chỉ ghi 1.000 mấy thôi. Đấy, cái đấy là cái rất thực tế, cái đấy là cái rất hoan nghênh. Nhiều khi nó là đi ngược lại so với thị trường. Đấy, nhưng mà thôi, nói nhiều quá thì anh em lại bảo là chắc là nhận tiền booking của King Blue rồi. Nhưng thực tế thì những con này em không có hàng tồn kho ở cửa hàng, và nếu anh em đặt thì là em sẽ báo cho hãng và gửi trực tiếp cho anh em luôn, hàng mới 100%. Nhưng mà thực sự con King Blue này nó khỏe. Đấy, cái em thích là cái tính trung thực về mặt thông số của King Blue, nhưng mà cũng có những cái lùm xùm của King Blue, mà cũng có những cái nó gọi là về mặt thiết kế nhá. Thực sự luôn, nếu mà nó rất là chủ quan, rất là khách quan, xin lỗi, khách quan, thì là hàng King Blue kiểu cảm giác là nó nồi cái đồng cù đá. Chứ còn về thiết kế thì không đẹp. Đây, đây đang rút mũi ra này, rút một tay luôn này. Đấy, cái cảm giác là thiết kế của King Blue nó không thở hượng. Thứ nhất là nó không nhét công nghệ gì. Đấy, mọi người biết một con máy rút lõi mà gần 2 triệu về mặt body ấy, tức là giá của nó sẽ tương đương phân khúc của Zupai, mà nó không cả có cái tính năng anti kickback, cũng không có tạo xung gì luôn. Đấy, trong khi những cái hàng rẻ 800-900 1 triệu nó đầy tính năng luôn. Đấy, thì King Blue nó không theo triết lý là tính năng. Đấy, và cái nữa là cái thiết kế của King Blue thực sự nhìn nó rất là thô, nó rất là cổ điển. Đấy, nhưng mà được cái nó bền. Đấy, bởi vì nó không có tính năng cho nên nó không gọi là vua chết mạch. Chả bao giờ thấy con King Blue nào nó chết mạch cả. Nên nói thế thì nó hơi quá thôi, nhưng mà cái này em nghe lại từ những anh em bán hàng khác và người ta khuyên em nên bán mã này. Đấy, tại vì em đã bán được Dubai thì em nghĩ là em sẽ chắc chắn bán được cái mã này thôi. Đấy, con này thì tông số của nó đề chân này, tua của nó là 2.200 vòng. Đấy, lực kéo của nó là 130 newton, nhưng mà cảm nhận là nó khỏe hơn rất nhiều những con 140-150 cơ. Cái này thôi, tất nhiên là mọi người nhìn nhá, nhìn là hơn là nói. Đó, nhìn là hơn là nói. Nhìn cái tốc độ đi của nó, video này không tua một cái gì cả. Đây, một tay này. Một tay à, phôi gỗ nó rất nhiều. Đây là vào lại phát nữa đây, nóng lắm tại vì khoan này nặng. Đấy, chung là một luồng gió lạ, anh em có thể trải nghiệm nhé. Đây, có cái gì đây. Cái mẫu này là khỏe, nó thô, khỏe là cái chúng ta thừa nhận. Ưu điểm nó thô nhưng mà được cái nó bền. Đấy, ưu điểm pha với nhược điểm. Nhưng có một cái hơi nhỏ nhỏ một chút thôi, nó là không có tính năng anti kickback. Đấy, cái này em review rất là công tâm luôn, chứ không có gì phải che đậy hay giấu cả. Đây, ví dụ như này,
đó là sẽ rất là nguy hiểm. Cho nên anh em xác định là làm tải nặng hay là làm trên cao, 100% phải sử dụng tay cầm và tập trung khi làm việc. Đấy, cũng là một cái rất là hạn chế, và hy vọng King Blue đợt tới họ sẽ bổ sung cái tính năng đó. Chỉ cần tắt mở thôi, không còn nhiều đâu, không còn tạo xung, tạo xiếc cấp 1, cấp 2, cấp 3 làm gì cả. Chỉ cần tắt mở, kích bách thôi là được thôi. Là con này rất hoàn chỉnh rồi, nhưng mà tầm giá 1880 body con này thực sự luôn là dưới 2 triệu không có con nào khỏe như con này. Chân là dữ rồi. Đấy, nói chung là trừ hai tường 20 ẩm và những tư thế leo thang khó thì thực sự luôn là rút lõi nó không nặng bằng cái này đâu. Đây nhá, sẽ giải cứu cái mũ này. Mũ này cũng là mũ em đang bị kẹt này. Đây. Mũ này là mũ 22. Ôi xổi ơi. Gãy chân rồi. Hỗ trợ xuống đây. Ôi giời, quá cái đồ vật anh em. Ta kẹt lại nhỉ. Quá vật. Bà có khi chảy máu chân rồi. Đã review được cái video chảy máu chân mọi người. Nó đập vào đây đau quá. Làm lại phát nữa nhá. Nhưng mà cũng phải khen cho quả pin EV của Drama, chứ không phải khen mỗi mày đâu. Mini game cho anh em luôn. Anh em đoán xem là khoan mũi vừa rồi ấy, nó ăn dòng tức thời lên bao nhiêu A. Anh em đoán là bao nhiêu A là cao nhất đối với con này. Đấy. Gợi ý cho anh em nhé. Ví dụ Zupai khoan mũi này nó lên đến 94A thì quả pin EVE này của Drama 6A có lên được 94A không? Cái này anh em bình luận và em sẽ tặng cho anh em một quả pin, nhưng mà pin đấy là pin 10 cell thôi. Đấy, pin 15 cell này giá nó hơi cao nhá. 15 cell này giá của nó tận 6.2 cơ. Để tặng cho anh em quả 10 cell 4A giá 490.000. Anh em chỉ cần đoán là mức độ ăn dòng cao nhất của mũi khoan vừa rồi với King Blue với pin Drama 6A đấy, chuẩn thì sẽ tặng cho anh em nhá. Cái này sẽ trả lời trong một video tiếp theo. Phát lộc.